Chào quý vị. Hôm nay theo thầy khóa thì bắt đầu vào cái phần thứ hai này, chúng ta sẽ sử dụng nghi quỹ gọi thầy chúng xa. Như vậy mọi người cũng biết rằng là đối với nghi quỹ thực hành gọi thầy chúng xa này, chúng ta sẽ gọi thầy từ nơi tâm khảm của chúng ta với tất cả những lòng thành kính hướng về đạo sư, khởi phát lòng sùng mộ. Chúng ta hướng về dòng truyền thừa chuỗi hạt vàng, một dòng truyền thừa danh giá không gián đoạn, hướng về tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa để mình thỉnh cầu đón nhận cái nguồn lực gia trì. Với cái nguồn lực gia trì này thì giúp cho chúng ta có khả năng thành tựu được tất cả những cái thành tựu thế gian cũng như là những cái thành tựu trên con đường thực hành tam linh. So we thought devotion rising up. So then which is everything really turning to ordinary. So then, if we are turning to everything ordinary, so very, very difficult to realization with devotion and compassion and the renunciation. These three things, if we are lost, so then really, really difficult to realization. So that is an Tibetan saying. Which means if you have no devotion, so very difficult to in order to receiving blessing or receiving knowledge from unbroken lineage. Which means when seed, we already make rows. If you try to put in a ground aspect or wishing to grow up Bali. Firstly, grow up green things, but cannot get Bali because you may already rose. When we have no devotion, no faith, then very difficult to we can get whatever you aspecting, or no matter how much you put in effort. So very difficult to get a good result. Khi chúng ta bước vào con đường thực hành Phật Pháp, nếu không có cái sự kính ngưỡng tận cùng, không có được cái sự sùng mộ, hướng về đạo sư, hướng về Tam Bảo, hướng về dòng truyền thừa, thì tất cả mọi cái điều chúng ta làm, nó sẽ trở thành những cái việc hết sức là thông thường của thế tục. Và như vậy thì chúng ta sẽ chẳng có được cái sự phát triển tâm linh như mà mình mong cầu khi chúng ta bước trên con đường thực hành. Thì khi đến với việc thực hành Phật Pháp có ba điều thì luôn nhắc để chúng ta nhớ, đó là lòng sùng mộ hướng về Tam Bảo, về đạo sư, đó là lòng từ bi hướng về khắp chúng sanh, và đó là cái tâm hướng về sự từ bỏ cái thế giới luân hồi đầy khổ não này. Nếu chúng ta có đầy đủ trọn vẹn như vậy thì chắc chắn con đường phát triển tâm linh của mình sẽ sớm có ngày đơm hoa kết quả. Còn nếu chúng ta phiếu vắng đi lòng sùng mộ hoặc là sự từ bi, chẳng có sự chứng ngộ nào đến với việc thực hành của mình. Ở trong ngàn ngữ Tây Tạng có nói rằng là nếu không có lòng sùng mộ thì chúng ta không có được cái lực gia hộ để từ đó mình có thể thành tựu con đường thực hành. Giống như là một cái hạt giống mà nó đang bị cháy xém rồi, thì khi mình gieo trồng nó, bất kể là công sức như thế nào chúng ta bỏ ra, đều cũng chẳng có được cái kết quả gặt hái như là mình mong cầu. Yes, yeah. So when we pray Kolang Guru or any prayer, so which is sincerely bottom of our heart, and when we in Tibet called Mugula, Temjang. Temjang means like sometimes like unstable, you know. So when you have a good mood, very devoted to Buddha Dhamma Sangha, so when you have not a mood, then forget, and then sometimes also complain. So because I practice Dharma so much, but I have so many obstacles and many problems, like why, what? So you pray or not, so already there, this all the obscurations and obstacles. So if you understanding Dharma very precisely, so you should rejoice whatever overcomes.
So when this all comes, and when you rejoice, when you analyze, actually you can passing through. If you are not understanding, not rejoice, so then, as I says, so many complaints coming, you know. And sometimes I can see that practitioner also turn into against true Dharma because lack of the understanding. So when we practice Dharma, so firstly have a renunciation and the devotions and the compassions. So then we never having these problems. So lack of the that, so then always the many, many problems. Khi chúng ta tụng nghi quỹ này, cái điều quan trọng là mình phải tụng với tất cả cái sự chân thành từ tận nơi tim can của mình hướng về đạo sư. Có như vậy mình mới có được cái sự rung động, mới có được cái sự phát triển lòng sùng mộ. Ở Tây Tạng có một cái ngạn ngữ rằng là nếu mà chúng ta không thực hành thì chắc chắn là cái tâm thức của mình nó sẽ rất là dao động với đủ mọi loại hoàn cảnh. Ngay cả khi chúng ta sướng vui đầy đủ hạnh phúc cũng vô số điều đến với mình. Khi cái tâm nó không được thuần luyện, mọi cái sự than phiền nó đều hướng ra ngoài đối với những cái nghịch cảnh. Dù đầy đủ vẫn có những cái chuyện để chúng ta có thể than phiền, để chúng ta khó chịu được. Thì khi mà mình hiểu rõ về con đường thực hành, chúng ta có thực hành và chúng ta có cảm nhận được pháp, mình sẽ thấy được cái sự hoan hỷ nó đến từ ngay nơi tâm của mình. Và khi có cái hoan hỷ đó, thường có cái sự hiểu biết về chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh khó khăn. Mà những cái người không có được cái sự thấu hiểu Phật pháp sẽ rất khó để mà vượt qua, bất kể là lúc đó họ đang ở hoàn cảnh hiện đủ hay là thiếu thốn. Và khi mà không vượt qua được rồi thì chắc chắn là họ sẽ quay lưng lại Phật pháp, họ sẽ thối tâm trên con đường thực hành tâm linh. Do vậy khi mình luôn luôn tâm niệm về ba cái điều mà thầy vừa dạy, tức là chúng ta có được cái sự sùng mộ, chúng ta có lòng từ bi và chúng ta có cái tâm hướng về sự từ bỏ rồi, thì mình sẽ không gặp phải những cái vấn đề giống như thầy vừa nói. So when I talk about devotion, don't misunderstand it, okay? So that doesn't mean like our student and the myself, you know? I'm talking about the devotion as a generally, which is extremely important. That is in I always encourage, you know? Otherwise, like you thinking, oh, I'm talking about you need to devote to me. It's I'm wrong, you know? And also you don't need to thank that, right? I'm talking about the devotion generally and the Buddhism. So when we don't have that kind of mind, and I can see sometimes really problems, you know? So if you don't have a strong extraordinary devotions, when you something little bit of understanding doing ritual things, you have a little bit of knowledge and a dharma, then you build up so much ego. And then compare to this lama and that lama, which one is more knowledgeable, this one is maybe better than that lama, then examine a lama, not examine on our mind. And then I can see start to bring problems, you know. So lama cannot take you enlightenment. Even Buddha says, you know, I give you introduction how to go enlightenment. You going enlightenment or not, up to in your hand, not lama's hand, not Buddha's hand, you know. Many people who ever have intellectual mind, so wake up from that point, then into the going to into the Buddhism, you know, different than other religions. Other religions, you believe God, you blindly and homage, and you sacrifice them, you are go heaven, you know. But Buddhism, Buddha never taught that. So that more common, more sense. And at the same time, when we study, follow here, there, if not Buddha, renunciation and devotion and compassion, so as living just ordinary, which is like, for example, one of the Buddha's assistant, I don't know English name, he always assisted with the Buddha in the like 25 years. And then he built up so much knowledge. He have
able to carry like 500 elephants, like carry Buddhist and Sutra texts. He can memorize them, but same time, then he build up so much ego. Then Buddha said, this all memorizing, recitation, those things, good, but this purpose is we need in order to change on our rough mind, compassion, peaceful mind. So if you continually think that way, which is really, really dangerous, you know? And then he said, oh, he jealous of me. He didn't see all the this, not to talk about the Buddha's knowledge, compassion. Buddha has upside design, also shape is totally different than us. 32 different virtuous qualities his, you know? But we don't have that. But he cannot able to see because ego can make blind, you know? And then he said, oh, you jealous of me. I have so much learning, memorizing that much text in my mind, but you don't have, you know? You and me, what a difference. You have only blind light in your forehead. That's only different. I don't have. So he said, I'm not longer assisting you. So then he left. And then Buddha said, very careful. But he cannot, you know. He said, no, I cannot assist him any longer. Then he's thinking, oh, I need careful. Because sometimes Gautama says that's true. But he go retreat, solo silent retreat, 7 days. No eating, no drinking, no talking. So after that, he turned into hungry ghost, you know. And the crack ground. And also he went to and hair living. And everybody can able to see. Because break Samaya and also, and he have built up so much ego. Khi thầy luôn liên tục nhắc nhở tất cả chúng ta cần phải khởi phát cái sự sùng mộ hướng về Tam Bảo, hướng về Đạo Sư, thì mong rằng là mọi người chúng ta đừng có hiểu sai ý thầy ở đây khi mà nghĩ rằng là thầy muốn đệ tử chỉ có hướng về mình. Vì đây là cái điều mà thầy dạy từ tất cả các vị đệ tử thành đạo, các vị đệ tử giác ngộ đều hướng về Đạo Sư để có được cái sự giá trị. Khi mà không hiểu được cái điều này đó thì chúng ta cứ sẽ có những cái sự suy nghĩ nó không có chân chính và không có đúng với chánh pháp, rồi từ đó nhiều khi lại khởi ra những cái tâm làm cho cái bản ngã của mình nó lại càng tăng trưởng. Rồi chẳng hạn như khi chúng ta bước vào thực hành, mình có thể học hỏi, mình có thể biết được một ít điều gì đó, thì lại nghĩ rằng là tất cả những cái điều này là do cái sự thông minh của chúng ta, do chúng ta có được cái hiểu biết và cái kỹ năng, cái giỏi giang để học hành. Vì thiếu lòng sùng mộ, do vậy rằng là cái bản ngã nó tăng trưởng. Và khi bản ngã tăng trưởng, nghĩ là chúng ta đã giỏi và mình có thể theo vị này, theo vị kia và đi học rất là nhiều vị Lama. Rồi bắt đầu lại đi so sánh là vị này giỏi, vị kia dở. Xin thưa quý vị rằng là tất cả những cái suy niệm đó là những cái điều tạo những cái nghiệp rất là bất thiện. Tại vì bản thân các vị đạo sư đều có những cái phương pháp và có những cái phương tiện để mà truyền đạt cái giáo pháp cho những người đi theo mình. Để chúng ta phải vị đạo sư và có được cái lòng sùng mộ để chúng ta đón nhận toàn bộ giáo pháp của Ngài. Nếu chúng ta không học được từ các vị đạo sư, không phải vì vấn đề của các vị đạo sư mà là chính do vấn đề của chúng ta. Bản thân các đạo sư không đưa dẫn chúng ta đến với sự giác ngộ, mà chúng ta có được thành tựu hay có được giác ngộ đều do chính bản thân mình phải hết sức nỗ lực, cố gắng, phải tinh tấn trên con đường thực hành. Đức Phật đã dạy rằng là ta đã chỉ ra con đường đạt đến quả giác ngộ, nhưng mà có đến được với quả vị ấy hay không chính là nằm trong tay các con. Đức Phật cũng không thể ném chúng ta vào cái quả vị giác ngộ, mà chúng ta phải tự đi trên con đường thực hành của mình. Và đó là một cái triết lý rất là thâm diệu và khoa học của Phật giáo. Ở Đạo Phật, chúng ta khác với những cái tôn giáo bạn khác là chúng ta không tin vào một đấng thượng đế toàn năng có thể đưa dẫn hoặc là giúp chúng ta đến với thiên đàng. Chỉ cần tin vào Ngài là có thể đến được thiên đàng. Còn ở Đạo Phật, chúng ta cần phải thực hành với chính bản thân mình.
Thì khi mà nói về việc thực hành thì luôn luôn bao gồm trong đó là lòng sùng mộ, bao gồm là lòng từ bi và bao gồm là cái tâm xả bỏ luân hồi trọn vẹn và đầy đủ. Như thế chúng ta sẽ có được kết quả con đường hành trì. Nó sẽ không làm cho chúng ta tăng trưởng cái bản ngã, một điều hết sức là nguy hiểm trên con đường thực hành, mà thầy thường lưu ý để mọi người hãy quán chiếu tâm thức mình để tránh những cái niệm tưởng làm cho cái bản ngã mình nó tăng trưởng. Thầy kể cái ví dụ mà chúng ta thường nghe về một thị giả của Đức Phật. Thì cái vị này có cái sự học, sự hành rất là tốt, vị nhớ rất là nhiều kinh điển, thậm chí là những cái pho kinh điển khổng lồ của Phật giáo, vị đều nhớ thuộc lòng, vị có nhiều cái thành tựu trên con đường thực hành. Nhưng những cái điều đó nó lại không giúp cho vị có được một cái trí tuệ và có được một cái sự từ bi để có thể phá hủy tất cả những cái xúc tình tiêu cực trong tâm của vị đó. Vì chính không phá hủy được cho nên rằng là cái sự ganh tị trong tâm của vị đó nó luôn luôn thường hằng. Và khi cái tâm ganh tị nó thường hằng thì nó luôn cảm thấy bực bội, khó chịu với bất kỳ những cái điều gì mà Đức Phật tỏ ra nổi trội và hơn hẳn vị đó. Đức Phật với sự chứng ngộ toàn cùng Ngài có 32 tướng chính, 80 tướng phụ, có cả hào quang, có cả mắt thứ ba, cả đều là lộng lẫy uy nghi, mà vị đấy không nhận ra những cái điều đến từ cái sự giác ngộ của Ngài, mà cứ nghĩ rằng là ta có được cái sự học, sự hành, có được cái sự nhớ dài toàn bộ kinh điển và một ít thành tựu, do vậy rằng ta không có việc gì phải tiếp tục đi làm thị giả cho Đức Phật. Thế là từ cái tâm ganh tị đó, với cái suy nghĩ đầy bản ngã như thế, vị đó bắt đầu rời bỏ tăng đoàn, vị đó làm những cái điều tổn hại ác nghiệp, phá hoại tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, gây tổn hại cho Đức Phật. Đức Phật đã nói rằng hãy cẩn thận vì tất cả những cái suy nghĩ và những cái điều ngươi làm đều là những cái ác nghiệp sẽ lãnh những hậu quả to lớn. Nhưng vị đó không nghe. Tuy không nghe lời nhưng mà vẫn sợ rằng là những cái lời nói Đức Thế Tôn sẽ thành sự thật, sẽ thành sự thật. Thì sau khi nhập thất, vị đó không ăn không uống, nhịn cho đến hết 7 ngày vị đó đi ra thất. Thì cuối cùng cái ác nghiệp nó cũng rượt đuổi đến và vị đó phải trả cái quả của mình. Khi xuống địa ngục thì trở thành một ngạ quỷ, họng đầy lửa. Mọi người đều chứng kiến thời đó, đều chứng kiến cái cảnh đó để thấy rằng những cái ác nghiệp khủng khiếp, nhiều khi phải trả những cái quả không thể nào nghĩ bàn. So, devotion is extremely important. Okay. So, don't sometimes I think student misunderstanding. So, when we talk about the devotions, particularly just like Vajrayana, not Vajrayana, all Buddhism, so must be have devotions. So when we are lack of the devotions, so we can see Buddhism is actually most weakest religions, I can say. Like when you something difficulty comes, I can see go Hindu temple and Christian church and Muslim temple, everywhere, you know, homage. So you can see other religions never do that. You can see some religion there, and we can't say that wrongly, but there are also four devotees and they sacrifice their life. If we have that kind devotions, no doubt, we don't need to worry to rebirth and the lorons or never going to be wrong directions. So sometimes we are lack of the devotions, so then having many problems. So on my experience, like when I was living in Tibet, I think maybe I told already a story. So my another Lhotse guru, he is not rich. He is not really famous. He is really compassionate. It's amazing. I can consider his Buddha, you know. And when I was grow up with him, so I extremely lucky also once like meeting him, and I grow up with him, and I learning many things. I receiving many precious teaching from him. So when I was left in from Tibet to Nepal, so when he passing into the Parinirvana, so until now, like 30, nearly 37 or 80 years,
So whenever I need introduction, I don't need to see him personally. Also, I can able to receive it in my dream. So if we have extraordinary devotions, I can see source of the seed blessing. We can, in order to receiving this lineage masters. So if we have that, so then if we consider my lama as just like ordinary, you know, or if you consider your lama as like just normal or whatever you consider, then we can also receive that way, as you know. If we entirely thinking that as like Buddha, living Buddha, so that doesn't mean that lama is Buddha, but all the lineage master blessing dissolve into the lama, and you can able to receive blessings. Like for example, and the one businessman, one single mother child, he give dog's treat to mother. Then mother have extraordinary devotions. So she thinking that Buddha's treat. Every day she pray homage, and then dog's treat also come really. That doesn't mean dog's teeth is a Buddha's teeth, you know. But she has extraordinary devotions. So she can receive Buddha relic. And also sometimes when she died, many miracle signs and rainbow body, you know. So that is extremely important, true devotions. Lama Yeshiramji. Yeah. Khi nghe thầy giảng về lòng sùng mộ, chúng ta thấy đây là một điều hết sức là quan trọng. Nó quan trọng không chỉ với Kim Cang Thừa, mà ở trong tất cả các thừa của Phật giáo. Có được cái sự sùng mộ thì mọi cái thành tựu nó mới đến được với con đường thực hành tâm linh của chúng ta. Nhưng mà khi nhìn chung về vấn đề tôn giáo thì thầy nói đó là cái sự tín tâm hay sùng mộ của Phật giáo hình như là nó rất là yếu so với những tôn giáo khác. Tại vì ở Phật giáo, khi các đệ tử, các Phật tử có vấn đề trong cuộc sống thì thường cầu xin không chỉ là ở các chùa đền, mà còn chạy, thậm chí là chạy sang những cái nhà thờ hoặc là những cái ngôi đền của những cái tôn giáo khác để mà cầu xin, miễn rằng là có cái niềm tin ở đó sẽ có những cái vị thần trời Phật có thể nào đó mà giúp cho chúng ta vượt qua được cái khó khăn. Thì đó là một cái thể hiện của cái việc thiếu đi cái tín tâm, thiếu đi cái lòng sùng mộ vào đạo sư, vào tam bảo. Những tôn giáo khác họ như vậy, họ có một cái sự tôn sùng kinh khủng đối với lại giáo chủ của họ, và họ sẵn sàng hy sinh cả thân mạng. Nếu mà chúng ta có được sự sùng mộ và tín tâm cao tột thì chúng ta chẳng bao giờ phải lo đến cái việc gặp phải những cái sự đọa rơi ở những cái cõi thấp kém. Đó là điều chắc chắn. Về cái sự sùng mộ nó hiện hữu, nó có thể giúp cho chúng ta như thế nào, thì thầy có kể câu chuyện mà cái bài giảng tuần trước đây thầy cũng đã kể. Đó là khi thầy còn ở Tây Tạng, lúc mà thầy còn bé đó, thì đạo sư của thầy đó là Lama Yeshe Rabche, thì vị Lama này không phải là một người nổi tiếng mà ai cũng biết. Tuy nhiên, đây là một vị đạo sư đạt được một quả vị giác ngộ, và thầy xem vị này như là một vị Phật trang đầy bi mẫn, trang đầy trí tuệ. Và từ vị này, thầy đã học vô số các pháp hành và nhận rất là nhiều quán đảnh từ vị đạo sư. Thế rồi khi mà thầy đi Nepal thì được nghe tin là vị đó đã nhập diệt, đã cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nhưng mà cái sự tôn kính, cái sự sùng mộ của ngài đối với đạo sư không bao giờ vơi cạn. Đến khi bất kể thầy cần một cái sự khai thị, một sự hướng dẫn nào, chỉ cần hướng tâm cầu nguyện về đạo sư là chắc chắn thầy được mãn nguyện. Khi nói về điều này, thầy muốn nói rằng là nếu chúng ta xem đạo sư của mình chỉ là một người thường, cái chúng ta nhận lại cũng chỉ là một cái sự thông thường thế gian. Nó không có một cái sự sùng mộ phi thường, thì không có cái sự gia hộ phi thường ở đây. Nhưng khi chúng ta xem đạo sư của mình như là một vị Phật, tất nhiên
đạo sư của mình không có ý muốn so sánh là một vị Phật, nhưng mà cách chúng ta nhìn Ngài như thế thì tất cả những cái sự gia hộ của chư Phật sẽ tan hòa vào trong Ngài, và từ đó nó sẽ truyền vào tâm thức của chúng ta. Mọi người có nhớ câu chuyện của một vị doanh nhân Ấn Độ thời xưa hứa sẽ đem Xá Lợi Phật về cho mẹ 5 lần 7 lượt vẫn không thể đem về. Đến lần cuối cùng bà dọa rằng sẽ tự tử nếu không nhận được Xá Lợi Phật. Và đến lần cuối cùng vì không nhớ đem về cho nên vị đó nhặt một cái răng chó ở giữa đường đem về, nói rằng răng của Đức Phật để cho bà mẹ lấy cái đó làm cái sự hành trì. Nhưng mà chỉ cần niềm tin, chỉ cần có lòng sùng mộ tuyệt vời, bà thật sự xem cái răng của con chó đó là một cái xá lợi của Đức Phật. Và với cái lòng sùng mộ niềm tin như thế, bà đã hành trì đạt được cái sự chứng ngộ. Và khi nhập diệt có nhiều cái dấu hiệu cát tường xảy ra, được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Cái răng chó thì không phải là một phần nào của thân thể hay là xá lợi Đức Phật, nhưng mà vì cái sự sùng mộ của bà mẹ, cái sự sùng mộ đó giúp cho bà có được cái sự chứng ngộ. Đó là sự quan trọng của lòng sùng mộ đối với một cái người thực hành tâm linh hướng về đạo sư và dòng truyền thừa của mình. So, I'm done fast. The two are closed. So now we pray Kolan Guru, not just like singing ordinary song, this realization song, yang control individually crown of the head. You can visualization Thousand Patras Lotus and Flat Moon Disc and the Buddha Vajradhara and the inseparable with all the unbroken Kaju Lineage, Golden Rosary, Lamas, inseparable. So now when we one single pointingly, we recosting, giving blessings, which is not ordinary blessing, extraordinary. And we consider all the Kaju Lamas, also with inseparable with Buddhas and the Bodhisattvas. When we homage to that verse, so then no doubt we can guarantee receiving blessings. So you can pray, you can homage that verse. And then this meaning, so which is really, really profound in the Kolan Guru, and then especially in the last parts. Bây giờ thời gian đã trôi nhanh rồi, chúng ta sẽ thực hành cái nghi quỹ gọi thầy chúng xa. Thì nghi quỹ gọi thầy chúng xa này của Ngài Jamgon Kongtrul Rinpoche được soạn tác ra không phải là một cái bản văn thông thường, mà đây là một cái bài chứng đạo ca để giúp cho chúng ta khởi phát lòng sùng mộ để đón nhận cái nguồn lực gia trì. Khi thực hành nghi quỹ này, chúng ta sẽ quán tưởng Đức Kim Cang Trì nơi không gian trước mặt của mình cùng với tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa ở xung quanh cùng chư Phật Đà Bồ Tát. Thì khi mà chúng ta quán tưởng với cái sự thành tâm và nhất tâm hướng về các ngài để cầu khẩn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được cái nguồn lực gia trì. Visualization. Khi đầu bản văn chúng ta quán xây dựng toàn bộ cả các cảnh giới bên ngoài, đặc biệt là Đức Phật Kim Cang Trì cùng tất cả chư đạo sư ở nơi không gian trước mặt để chúng ta hành trì hướng nguyện. Thì nay khi mà chúng ta hành trì hết nghi quỹ rồi, mình sẽ quán cái phần gọi là quán tan nhập tất cả các vị đạo sư. Chúng ta quán tan hòa vào trong Đức Phật Kim Cang Trì. Đức Phật Kim Cang Trì bất nhị với đạo sư cũng là tinh túy của chư Phật Đà sẽ tan thành ánh sáng, tan vào trong thân tướng chúng ta và tan vào nơi tim của mình. Thì khi mà tan hòa như thế, mình quán tưởng rằng các ngài có được bao nhiêu trí tuệ từ bi thì chúng ta cũng có được đầy đủ tất cả những cái phẩm chất, những cái phẩm tính đó để mà giải thoát cho khắp chúng sanh. Và khi mà với cái hạnh nguyện đó, mình sẽ quán rằng thân khẩu ý của đạo sư bây giờ đã trở nên bất nhị với thân khẩu ý của chính chúng ta.